muốn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho hộ kinh doanh đúng không? Dạ. Hộ kinh doanh thì nó cũng như kiểu là cái tờ khai thuế thôi, tờ khai em nộp được rồi đúng không? Dạ được rồi. Thì em chỉ vào cái phần cái khai thuế này. Dạ. Nộp tờ khai XML này. Dạ. Em phải chọn mẫu. Đây này. Dạ. Không muốn báo cáo sử dụng hóa đơn cho cá nhân kinh doanh đi này. Dạ. Em đã lập trên HTKK chưa? Dạ em lập rồi, em làm ra cái số XML rồi, nhưng mà khi em tạm gửi đây. Tạm cái file. Em vào cái chỗ nào? Em vào phần hóa đơn này á. Dạ không, đây ạ. Ờ, em phải vào khoán thuê tài sản này. Đâu để chị xem nào. Vào thuê khoán và thuê tài sản này đúng không? Em dạ. Có vào đây không? Vào dạ cái không mẫu. Ạ. Thế bảo sao em nộp không được đúng không? Em nhìn cái mẫu ở đây này là BC dạ. Sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh. Đấy, dạ. Thì phải cái mẫu này. Em phải vào cái thuế khoán và thuê tài sản. Bây giờ dạ. Em lập tờ khai là mẫu thông tư 40/2021 rồi. Thì bây giờ đến cái mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn em phải vào cái mẫu dưới này. Dạ. Em thấy chưa? Thế xong dạ. Rồi em chọn quý 1 chẳng hạn. Thì em nhấn đồng ý. Đây em vào đây em điền. Thì bên em là sử dụng hóa đơn giấy à hay là hóa đơn điện tử cũ? Hóa đơn giấy, thì tại vì tháng 1 em còn hóa đơn giấy nên em xuất phát hóa đơn giấy, thế rồi thì sau đó em phải em mở chuyển sang cái hóa đơn điện tử. Chuyển hóa đơn điện tử là chuyển của tháng 4 hay là chuyển của tháng quý 1? Tháng Dạ, 3. Trong quý 1 luôn ạ. Em À, phát hành trong quý 1. Thế em đã lập thông báo hủy hóa đơn chưa? Em xài hết rồi ạ. Trong tháng 1 em xài hết rồi, sau đó qua tháng 3 thì em bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Thế tức là tháng 1 là em không có hủy mà em xài hết luôn đúng không? Xài hết dạ. luôn. Ờ ok, thế thì em không phải làm thủ tục hủy đâu, em mở cái tờ khai mà em đã lập bị sai đâu. Em kết xuất đâu, mở chị xem nào. À kết xuất, em kết xuất qua đây. Ồ, không phải. Nhầm rồi. À đây cá nhân đây kinh à, doanh đây, đây đây đây. Đây đúng rồi. Ờ thế em lại lập cái mẫu của doanh nghiệp nên là em không nộp được là đúng rồi. Cái hôm trước ấy, hệ thống thuế điện tử họ chưa nâng cấp ấy. Nó chưa có cái mẫu này thì là mình nộp bằng cái mẫu này. Nhưng bây giờ cơ quan thuế họ đã nâng cấp rồi thì em phải làm theo cái mẫu mới. Tài mẫu chị đang đây, bây giờ em phải vào đây nhá. Em copy cái này. Bỏ qua hết mã loại hóa đơn, ký hiệu đây, em dán vào đây. Ký hiệu mẫu hóa đơn. Đúng rồi chị. Mẫu hóa đơn đây, ký hiệu hóa đơn đây. Dạ. Ký hiệu hóa đơn đây. Đấy, cái số tồn từ đầu kỳ là bọn em tồn từ bao nhiêu số? Dạ, em còn 6 số đó. Là em làm dạ. Ok, thế thì cái từ số đến số em điền vào xong. Điền vào xong rồi, thì em chỉ cần luôn. Điền em điền cái số hóa đơn sử dụng trong kỳ là tổng số số lượng đã sử dụng là 6 số. À, 6 luôn. Đấy, em điền vào đây. Ở rồi, thì cái dưới này nó hết, nhưng mà cái phụ dạ. lục dành cho hộ kinh doanh thì nó lại yêu cầu điền thêm cái thằng doanh thu như này nữa. Đấy. Thế là em lại phải lên cái thằng này. Em lên cái tờ khai này em mở. Dạ không, tờ khai này nằm ở đây. Nằm ở đây, tờ khai đây. Đây. Em mở cái dạ. tờ khai chính này ra. Để thế em có cái chỗ nào liệt kê doanh thu của nó không? Có dạ, máy có. Xem không? Đây, đây, đây em mở đây, đi. Đây em lấy. Đây chỉ là những con số này thôi, chỉ là từ chỉ là đó 6 số đầu tiên thôi. Đúng thì rồi em chỉ khai cái này, chỉ khai cái tình hình sử dụng hóa đơn của đúng rồi đây giấy là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của những cái hóa đơn, doanh thu của những cái hóa đơn này, thì em sẽ chỉ điền doanh thu của những cái hóa đơn theo cái mẫu này thôi. Thì đây nó dạ. là đây nó là 2.600.000 đúng không, thì em sẽ vào đây em điền 2.600.000 thôi, còn cái phần mà hóa đơn điện tử thì em không có kê khai, thôi em điền vào đi ở 2.600.000 thế thôi. Thế còn dưới này không có cái khoản thuế nào. Dạ. Thì thôi. Đấy em ghi lại. Đấy, kết xuất ra. Dạ, kết xuất ra, lưu vào cái ổ lúc nãy xem nào. Dạ, em bỏ cái kia em lưu cái này hay là sao? Bỏ cái thôi đi. Thôi cứ lưu luôn đi, lưu luôn đi. Dạ. Dạ rồi. Đây em vào đây. Em chọn lại tệp. Cái đó, mẫu này okay. Yeah. Đấy, em điền mã xác nhận thông tin vào. Dạ, yeah, rồi. Viết hoa. Rồi, nhấn gửi tờ khai chị xem nào. Dạ yeah.
Bạn không được cấp quyền để truy cập trang này. Sợ thế hay là tại vì lâu quá? Có khả năng là Dạ. em đăng nhập lâu quá. Bây giờ em điền Dạ. lại xem nào. Đấy, chọn lại kê khai thuế này, nộp XML này, chọn tờ khai này, chọn tệp này, điền lại đi, TGGL. Đấy, tờ khai. Đấy, mã OTP. Dạ, rồi để sếp em gửi qua là em gọi. Ok, sếp em gửi qua rồi em nhấn tiếp tục là em nộp được nhá. Dạ, Ok em nhé. em cảm ơn chị nhiều ạ. Vậy là em chào chị.